Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái series này của mình. Thì ngày hôm nay thì mình đến đây thì mình lại chia sẻ cho anh em về cái mẹo và về cái phương pháp bắt đa cầu theo những lịch sử viên của môn tài xỉu cân cửa chỉ còn 8 mét. Đây thì mình sẽ mang lên là 17 củ khoai. Thì em xem là cái phương pháp cái bắt cầu của mình ở trên cái bộ môn này sẽ như thế nào, sẽ có hiệu quả cao và thực sự là đẳng cấp hay không. Thì tiến đầu tiên ở trên đa cầu này thì mình sẽ đánh vào trên đa cầu xỉu nhá. Tại sao thế này cầu xỉu? Bởi vì là cái vị 123. Thế nên khi 123 thì nó hay ra cầu xỉu, thế này cầu xỉu nhá. Đấy. Bởi vì thực sự á, nếu đúng ra chuẩn cầu và chuẩn cầu và chuẩn vị thì cái dạng cầu này thì nó là ở trên những cái dạng cầu cầu tài. Tại sao mà thế này mình cầu xỉu? Bởi vì là cái vị là ba thằng 123 đấy thì nó đã là cái vị chuyển, nên thứ này thì mình lại phải đánh vào ở trên những dạng cầu nghịch lại, là đó chính là cái dạng cầu xỉu chứ không phải là cầu tài. Đấy anh em thì chuẩn xác rồi đấy, không phải đôi lúc là cái cầu mà đánh theo cái dạng cầu lịch sử viên là chuẩn, anh hiểu chưa? Đấy nên anh em phải để ý về tất cả dạng cầu làm sao cho hiệu quả nhất, làm sao cho thực sự nhất, để làm sao cho tình cảm và luôn có thể hỗ trợ thực sự cho anh em đẳng cấp ở trên bộ môn là tài xỉu cân cửa trên con 8S nhá. Rồi link của cái con 8S thì mình luôn ghi luôn để cho anh em ở phần mô tả đấy, nên là anh em phải để ý về những cái phương pháp, những cách chơi của mình, khẳng định luôn với tất cả anh chị em là luôn là rực rỡ và luôn ok đấy. Rồi ok, thì bây giờ thì tiếp tục vòng quay, đối tiếp vòng quay thì anh em hãy cùng xem với cái kết quả, cùng xem với cái phương pháp tiếp xem là nó có hiệu quả và thực sự hay không nhá. Đây em cùng xem nào. Đấy, với những cái phương pháp đánh giản đơn nhất, hiệu quả nhất thì luôn mang lại cái hiệu quả cao nhất dành cho tất cả anh chị em cô chú bác ở trên môn là tài xỉu trên con tàu viết này. Rồi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mở ra kết quả. Ok chưa? Đẳng cấp chưa? Đấy, rực rỡ đúng không em? Ăn ngay hơn gì đó, chạy đi đâu được khỏi lắm đúng không em? Đấy, rất là ok chưa? Đẳng cấp chưa? Đấy, đơn giản chưa? Đấy, bằng cách đánh theo những lịch sử viên nhé. Đây rồi ok, 99, 18 nghịch lại nhé. Lại đánh nghịch cầu lại, đấy. Anh em xem là đánh nghịch cầu xem như thế nào nhé. Đấy, thì cầu thuận thì nó là chẵn xỉu lẻ tài, cầu nghịch thì nó sẽ là lẻ tài chẵn xỉu. Nhưng mà còn thì bây giờ thì mình lại đánh theo cái dạng cầu này là lẻ xỉu chẵn tài nghịch cầu lại nhá. Bây giờ em cùng xem cục tiếp sẽ đúng không nhá, xem nó có được giữa và chuẩn chỉ hay không. Đây em cùng xem kết quả đây. Với những cái phương pháp và cái đánh cầu mình thì chắc chắn khẳng định luôn với tất cả chị em luôn mang lại cái hiệu quả cao nhất ở trên bộ môn tài xỉu cân cửa trên cái con 8M này. Đấy, với những cái mẹo chơi đơn giản và cái đánh theo lịch sử phiên luôn mang đến cái nền kinh tế cao đấy, tất cả chị em của chú bác. Rồi ok, thì bây giờ anh em cùng xem cái kết quả nào. Đấy anh em thấy chưa, đẳng cấp chưa? Đấy, có đúng là mình nói với anh em là mình chia sẻ với anh em là nó là giữa và nó là cấp không? Đấy, nó có mắt và nó sẽ có chứng, cái gì cả nó phải thực tế đúng anh em. Đấy, đơn giản nhẹ nhàng nhá. Rồi tiếp tục là lên dạng cầu này thì mình sẽ đánh được trên những dạng cầu gì, cầu xỉu. Anh em cùng chờ và cùng đợi cùng xem cái kết quả, xem cái việc mình đánh ở trên bộ môn này xem có thực sự là hiệu quả và ổn áp và rực rỡ ở trên cái bộ môn này hay không. Đấy, đơn giản nhẹ nhàng dễ chơi và lại còn dễ trúng thưởng ở trên cái bộ môn này đấy nhá, rất là hiệu quả đúng không anh em. Đấy, đẳng cấp thì vẫn cứ mãi luôn là đẳng cấp. Đấy rồi tiếp tục anh em cùng xem cầu tiếp, phương pháp tiếp xem nó có thực sự chuẩn hay không. Đây xem kết quả, xem nó có đúng hay không. Đấy, với những cái phương pháp thực sự của mình 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mở nào, kết quả nào, xem ok không nhá. 7 rồi, gãy cầu rồi, gãy cầu rồi. Đấy anh em thấy chưa, cầu thay đổi thất thường đúng không anh em. Đấy vừa rồi thì mình đang đánh đúng đây, nhưng mà khổ lỗi là cái cầu lại nghịch đấy, nếu mới khó lúc thuận lúc nghịch nên là đánh phải để ý này. Đấy, rồi ok, nghịch cầu à, chắc cầu gì em chẵn chẵn rồi, khả năng cao mình phải đánh theo một cái dạng cầu nữa là cái dạng cầu tài, này đây. Đánh tiếp một dạng cầu tài nữa, rồi vì là nó đang là phương thức là nghịch là chẵn cầu tài nên là mình phải đánh chẵn cầu tài. Đây đây, xem kết quả tiếp xem nó có đúng hay không. Đấy
Thì link của cái con 8OS thì luôn ghi luôn để cho anh em ở dưới phần mô tả nhá. Anh em nào chơi và chiến thì ấn tay vào link nhá. Rồi ok. Xem cầu tiếp, xem kết quả tiếp xem có đúng hay không nào. Xem nào. Cùng mình đếm ngược lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở nào. Ok chưa? Đẳng cấp chưa? Đấy. Rực rỡ chưa? Đấy. Mọi thứ là ok. Mọi thứ là chuẩn chỉ chưa? Đấy. Đẳng cấp nhá. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục nào. Đấy, à, 1, 4, 2, 3 rồi ok. Đánh thêm nữa này, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 này đánh tiếp này. Rồi ok, để 2, 3 củ khoai này, đấy. Lúc nào cũng là chuẩn đét, em hiểu chưa? Đấy, phương pháp đánh theo những cái lịch sử viên đây. Lẻ đây, lẻ là lịch tương là tài. Bởi vì vừa rồi là chẵn xỉu, chẵn tài rồi. Chứ là mình ngược lại, y hệt cái cầu cũ, mình ngược lại là phần, là thành phần nào? Lẻ tải đấy, em cùng xem kết quả xem hiệu quả hay không nhá. Đấy, xem nó có ok và rỡ không. Đấy, đơn giản nhẹ nhàng dễ chơi mà lại còn dễ trúng thưởng ở trên cái bộ môn là tài xỉu cân cờ ở trên cái con 8 mét này nhá. Link của cái con 8 mét luôn ghi luôn để cho anh em ở dưới phần mô tả anh em nhé. Anh em nào chơi và chiến thì ấn sang link rồi ok cảm nhận này. Rồi gãy cầu rồi, ok. Nếu mà gãy cầu thì cầu này mình sẽ bỏ qua, mình sẽ ra ngoài, mình sẽ chốt lãi đi. Bởi vì hiện tại bây giờ thì với cái số vốn ban đầu mình đang vào thì bây giờ thì cũng lên được khá là nhiều rồi. Đấy là lên được 2-3 củ khoai rồi, cũng là ok rồi, cũng tuyệt vời rồi. Thì mình cũng xin phép tất cả chị em mình sẽ kết thúc và mình sẽ chốt lãi ở đây anh em nhé. Bây giờ anh em hãy cùng mình ra ngoài chốt lãi đây số vốn 2-3 củ khoai. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo anh em nhé. Xin chào.